Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Tamarindo. Sáng nay tụi mình có cái tour tham quan cái khu vực mà rừng ngập mặn ở ven biển Tamarindo này nè. Hy vọng là gặp được nhiều con vật hay ho. Mình nghĩ khung cảnh ở đây sẽ làm mọi người liên tưởng ngay đến rừng Sác ở Cần Giờ hoặc là Nam Căn ở Cà Mau. Rừng ngập mặn ven biển có đặc điểm chung là những mảng nước xanh rì với bộ rễ chẳng chịt cắm thẳng xuống mặt nước. Cũng như các khu rừng khác, rừng đước ở Costa Rica thuộc diện được bảo vệ vì tầm quan trọng của nó trong việc chống xói mòn và xâm lấn của biển. Dĩ nhiên ở đâu có rừng ở đó sẽ có hệ động vật phong phú, nhưng đây là môi trường tự nhiên chứ không phải là sở thú, cho nên chủ yếu là phải có duyên mới gặp được mấy em đó nha. Mình chắc chỉ có duyên với chim thôi cho nên gặp cơ số là chim ưng với diệc. Đủ loại, đủ màu, và ấn tượng nhất là con cò săn này nè. Do không có cổ dài và chân dài như các loài diệc khác để lội nước gấp cá, nên tụi nó phát triển kỹ năng khác là câu cá. Bằng cách quăng bọ xuống mặt nước là mồi nhử, cá lên đớp bọ này nó sẽ đớp cá luôn, chim gì mà khôn như rận. Rừng đước cung cấp nhiều sản vật, cua cá, nghêu sò ống hến, nhưng phải cẩn thận khi xuống nước vì dưới đó có một hung thần đáng sợ, đó là cá sấu nước mặn. Cá sấu thuộc diện được bảo vệ nên tồn tại rất nhiều trong tự nhiên. Hiện nay số lượng cá sấu đang phát triển quá mức ở Costa Rica, thỉnh thoảng tụi nó còn mò ra cửa biển tấn công người nữa cơ. Năm 2017, ngay tại biển Tamarindo này, một người lướt ván tên là John Becker bị cá sấu tấn công và mất chân phải. Tuy nhiên, tìm cá sấu trong rừng ngập mặn cũng không phải là dễ vì chúng là loài săn mồi rình rập rất khó bị phát hiện. Tụi mình chỉ tìm được một con nhỏ 3-4 tuổi gì đó thôi. Cũng hơi thất vọng, tại vì tụi mình mong gặp được những con trưởng thành dài vài mét cơ. Thôi đi về. Ngày mai tụi mình qua khu khác có nhiều cá sấu to hơn. Mọi người đợi nha. Vợ mình đang chật vào cái miếng bánh, các bạn hơi to. Không đưa lên mồm kẹp luôn cho rồi. Rác mỏ. Dọc cái bờ biển Thái Bình Dương của quận Guanacaste này nè mọi người, từ Puerto Soleil cho đến Santa Teresa là cả chục, chắc phải cả trăm cái bãi biển nhỏ nối tiếp nhau á. Thì một trong những cái hoạt động mà khá phổ biến ở đây là mọi người thuê cái tour ATV này, xong rồi người ta sẽ dắt mọi người đi beach hopping á, hoặc là đi lòng vòng mấy cái bãi biển để tham quan. Thật ra thì mình cũng không cần, tại vì mình có xe á, mình có thể tự đi. Nhưng mà dù sao thì lái cái ATV thì cũng vẫn thú vị. Nếu mà không có đi tour cũng được, nhưng mà thuê cái xe ATV riêng này nè để chạy, tại vì có nhiều cái khu vực á mà xe hơi nó không có tiếp cận được. Mọi người có thể chạy cái ATV này thẳng vô luôn, chạy thẳng xuống biển luôn, vui lắm. Hơi bụi. Cái xong cái TV cho mà hơi bụi. Tóc tai bờ phở. Đi một tông. Nha, người đến thôi luôn nè.
hai màu mọi người. Nên đi chơi ta biết là đi biển. Mọi người sẽ thấy tụi mình ăn liên tục tại vì ở bên này nó nóng á, khát nước á. Cô quán kêu nước nhưng mà xong rồi tiện thấy đồ ăn ngon nó kêu đồ ăn luôn. Đồ ăn nhiều quá rất hết chưa. Thực sự là đồ ăn ở đây á, nó phải trái cây ở đây mọi người, nó thiếu vị chua luôn á. Cái gì cũng ngọt, dứa cũng ngọt, xoài cũng ngọt. Rồi chắc tới lúc nào đó người ta cũng làm chanh ngọt luôn. Sau khi xà quần chén những cái bãi biển ở phía bắc của Tamarindo rồi thì chiều nay tụi mình sẽ đóng đổ ở đây. Đây là bãi Valenus, nó ở phía nam của Tamarindo á. Và cụ thể là mình đang ở trong tiệm Lona Lowler. Cái tiệm này á, người ta nói là có mấy con heo nó hay ra tắm biển á. Nó nổi tiếng với mấy con heo nhưng mà đã cho mình chưa thấy con heo nào cả. Đấy toàn là chó không ạ. Cái này là fish and chip á mọi người, mà mọi người có miếng cá là nhìn đi, miếng bánh chuối chiên luôn. Bữa giờ mình không có bỏ lỡ cái hoàng hôn nào ở Costa Rica luôn rồi, không phải nhầm, ở Tamarindo luôn đó. Nhưng là cái kế hoạch của mình trong ngày là cứ xoay quanh là buổi chiều là mình phải ra bãi biển để ngắm hoàng hôn. Mọi người ơi, người ta đuổi rồi. Thì mà đóng cửa 7 giờ. Trời vẫn còn sáng này, nhưng mà người ta đuổi rồi phải về thôi, buồn quá đi. Đây là hoàng hôn cuối cùng ở Costa Rica rồi. Ngày mai tụi mình phải lên đường về lại Boston, lại về với cái âm 10 độ C mọi người. Nó chán luôn, lại cắt hết đồ mùa hè đi lại. Lại có tai nạn rồi, ra đường tối quá đó. Mình bị vấp xuống, thế là mình xem mình leo xuống cái mương này luôn rồi. Bây giờ không biết sao mà lên. May quá. Chỗ anh đồng không mong quận này. Hay là có cái anh kia, anh chạy ngang qua anh thấy, xong rồi anh đi kêu người tới giúp. Hãy
bẹt cả hai bánh luôn mọi người, xui quá mà chỉ có một cái bánh dự phòng à. Bây giờ gần 7 giờ là người ta cũng đóng cửa hết rồi, không biết là vé ở đâu luôn. Bây giờ đang hoang mang không biết làm sao, với lại hai cái bánh xe bị xẹp á, thì anh bảo là để anh về anh lấy đồ vá xe. Mừng quá mọi người ơi, mỗi bánh mình phải vá một lỗ. Xong bây giờ đang thử tới thử lui coi là có được chưa, có bị xì nữa không, xong bây giờ quyết định là gánh lại. May có mọi người anh gặp gia đình tốt bụng ghê, kéo cả nhà ra sửa xe cho mình luôn, chứ không là chết đây rồi. Mình luôn luôn có một điều tâm niệm là những nơi nghèo khó nhất lại thường là những nơi giàu tình người nhất. Và lần này mình lại đúng rồi. Cảm ơn Rafa và gia đình, mong tất cả những điều tốt đẹp đến với gia đình anh. Hôm nay tụi mình ăn ở cái nhà hàng này. Thực ra hôm qua tụi mình cũng có tới rồi, nhưng mà người ta yêu cầu là phải có đặt hẹn á thì mới được vô ăn, tại vì lúc nào cũng đông á. Cái nhà hàng này thuộc loại là một trong những hàng nổi tiếng nhất ở đây, cho nên muốn ăn là phải đặt trước. Đây là cái tên nó hơi khó đọc xíu, mình mới phải hỏi cái nhân viên cái cách đọc tên dài ngoằng. Nó tên là Lestanco El Jardín Escondido. Lestanco El Jardín Escondido, mày sẽ đọc lẹo lưỡi luôn. À, thế là ông sẽ ra, ông giải thích cho mình ăn. Hummus and baganoush, do you know it? No, you not know? Really. Hummus is like the smash from puré garbanzo, it's called. Đây là món nấm nhồi mọi người ơi, khai vị. Mày ăn thử cho em. Cái món này là em đọc review, thấy mọi người recommend là nên được món này. Nhìn ngon mà. Anh không đọc review, anh cũng sẽ kêu món này thôi, tại vì anh thích nấm. Xin giới thiệu với mọi người bữa chính của tụi mình. Đây là cái gì vậy? Thịt bò. Beef fillet với lại ba loại sauce nhé. Ba loại sauce là gì? Nước chấm. Cái này là gì vậy? Cheese. Pepper là tiêu với lại mushroom nấm. Thì hấp dẫn quá. Medium rare, trời cái này là tuyệt vời luôn. Còn đây là cá. Phi lê cá. Thơm quá. Mắc cười quá. Hồi nãy ấy, cái anh phục vụ ấy, đưa vợ mình con dao xong vợ mình lắc đầu. Quên. Chắc tính cắn. Em chỉ nhìn cái dĩa thôi, tưởng đâu cái gì nha. Có sao mà. Mất xâm phạm. Phải mất xâm không? Creamy mushroom. Bò siêu ngon, siêu mềm. Đây, cắn cho mình. Bỏ nó mọi người. Lấy nét vô đi, lấy nét vô. Nó không lấy nét vào mọi người ơi, phải lấy được. Nó nhất quyết nó lấy nét cái ly nước chứ nó không lấy nét miếng bò. Qua đây. Rồi đây. Qua đây. Yay. Mình thích ăn lúc mà nó sống vậy, là medium rare. Nó mềm, chút xì, nước nôi lanh láng. Lạ nhỉ. Cái không biết là thịt bò chúng ta này phần nào hoặc là giống bò gì mà ăn nó cái phần sống này nè mọi người, nó không có vị tanh của máu như là miếng bò bình thường, mà nó giống như ăn cá hồi sống á. Nó dai dai như vậy, nó dai nhưng mà không phải là dai kiểu thớ thịt, mà là đúng giống như cá sống chứ không phải là thịt bò đó. Cá gì nạt kiểu gì anh? Nhạt nhưng mà nó mềm á, nó không có bị sát. Dẻo. Không bị khô đúng không? Nó dẻo dẻo. Sao đây? Cái gì cũng dẻo dẻo ăn hay vậy. Ông thích lại cái chuyến cái bữa tối hôm nay là 40, hơn 45 ngàn thô lô là phải chừng 74 đồng, 74 đô la. Trong đó họ có tính cả thuế là 10% tiền tiếp trong đó rồi, nhưng mà ai thích thì có thể cho thêm. Tính nó cũng không mắc đúng không anh? Ừ. Ba món. Rồi
nước nữa, cái này cũng không mắc đâu, nhưng mà đối với những cái nhà hàng xung quanh đây thì cái nhà hàng này là mắc nhất rồi đó. Ừ, mắc hơn hẳn, mắc gấp đôi á. Mắc gấp đôi á. Mấy bữa nay bình thường mình ăn chắc cỡ khoảng hai mấy ngàn, mấy ngàn colon à. Ừ, cái đó, cái này mắc gấp đôi. Ok, nhưng mà cũng được, ăn cũng ngon. Ok, đáng. Đây là còn một cái nhà hàng nữa tụi mình muốn thử ở sát bên luôn. Nhìn nó cũng không có giống nhà hàng lắm, nhìn mắc cũng tội lắm, nhưng mà nó được xếp hạng là cái nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây luôn á. Ngày mai họ đóng cửa. Không có cơ hội ăn rồi. Hôm qua mình ghé thì không có bàn. Thật ra có mấy cái bàn là tính ra có nhiêu 4-5 cái bàn gì vậy, nhỏ xíu à. Không ra với cái nhà hàng nữa thôi. Nhưng mà rất là nổi tiếng. Thôi, lần hẹn tâm anh đâu lần tới. Không biết là bao nhiêu. Anh chào buổi sáng mọi người. Bây giờ là 5 giờ sáng. Hôm nay tụi mình có một chặng đường dài phải lái từ Tamarindo về lại San Jose và bắt máy bay về lại Boston. Sở dĩ tụi mình phải đi khá sớm là tại vì chuyến bay tuy là buổi chiều cơ nhưng mà mình phải tới trước 4 tiếng để test Covid đó mọi người. Tại vì đó là một cái điều kiện cần để nhập cảnh lại Mỹ. Hy vọng là không có bị dương tính. Nhưng mà trước khi về tụi mình còn phải ghé một địa điểm nữa. Mọi người coi nè, chim đậu quá trời trên đây luôn. Đúng là để điện lành thì chim đậu. Mà mấy con này hót hơi dở. Hót, nó ôn. Hót kia ơi ghê luôn, ôn muốn chết nè. Hai bên đường là sao? Cái cầu này gọi là Crocodile Bridge, là cầu cá sấu á. Mình trên đường mình từ Tamarindo về lại San Jose, tuy là tụi mình không có đi ngang qua đây nhưng mà tại vì nó cắt cái đường chính đó, có 15 phút thôi cho nên tụi mình ghé vô coi. Đây là một cái địa điểm khá thú vị. Ở dưới cầu nó có nhiều cá sấu lắm. Hy vọng là mình gặp nhiều hôm nay. Không phải căng mắt đi tìm dưới nước giống như là đi cái tour kia. Nè mọi người thấy tụi nó nằm xếp lớp như cá mòi không? Đang nằm rình người ta quăng đồ ăn xuống á. Cứ nghe nói cá sấu nhưng mà thực sự cá sấu nó có tới 3 giống, 3 loài á. Cái con này là người ta gọi là crocodile. Là mọi người sẽ thấy cái mũi của nó nhọn nhọn á. Loại này nó sống được ở cả nước mặn lẫn nước ngọt luôn. Cho nên thỉnh thoảng nó lọt ra biển á. Cắn người lướt ván. Còn cái giống cá sấu mà gọi là alligator á, thì nó chỉ sống ở nước ngọt thôi, hay tìm thấy ở Florida bên Mỹ. Còn một cái giống nhỏ hơn nữa là Cayman. Nhỏ xíu à. Nó chỉ tầm 60 kg, 1 mét mấy thôi. 1 mét mấy, 2 mét. Ừ. Nhưng mà đây, crocodile là cái giống cá sấu mà to nhất luôn á. Nó có thể lên tới 23 feet, tức là tầm 7 mét. Con này đang rình mấy con bò nè. Bò người ta thả. Trước tụi mình cũng từng thấy cá sấu sở thú rồi, nhưng mà coi cá sấu tự nhiên nó là một cái cảm giác khác. Sao so được anh? Hàng real. Hàng real, mập lắm, con cá sấu nó mập u. Nó quay mà không mập quá nó lười luôn hay sao á. Mà nó biết sao hôm qua nằm mơ ấy, ý là hôm nay đi coi là em phấn khích quá. Mà nằm mơ luôn. Cái khi đi ngủ là phải ngắm một mớ hồi to mà nhìn sợ lắm kìa. Ừ. Nó gần mình quá, nó phải giống như sở thú. Mà có mấy con á, mình nhìn xuống không thấy nó đâu, tự nhiên một hồi thấy nó nổi lên cái hết hồn luôn. Mấy con này nó phục kích ghê lắm, cái con cá sấu này nó săn mồi ghê lắm. Mọi người tới đây đừng có đi xuống cầu nhá. Bây giờ tụi mình phải quay trở lại phi trường để ngoáy mũi đây. Bye mọi người. Hồi hộp quá mọi người, chưa dám mở mắt ra coi nữa. Mới phải vô wifi thì nó lát cái file BDF. Coi đi. Anh sẽ, anh ghi rồi. Ờ, rồi là anh toàn mẹ có con gái chưa anh? Mình cũng negative. Được về, được về Mỹ rồi mọi người ơi. Hồi hộp hết. Bây giờ tụi mình sẽ ăn bữa cuối ở đây rồi đi trả xe. Rồi vô phi trường check in thôi. Cái cơ sở test thì nó để địa chỉ chung chung lắm nha. Để địa chỉ là sân bay quốc tế. Người ta chỉ nói là sân bay Juan Santa Maria. Đâu nói địa chỉ đâu hết á. Không biết ở đâu hết. Cho nên mình tìm mãi mới ra nè. Cho nên mình để cái địa chỉ cho mọi người đỡ bị lu bu như mình. Hồi nãy kiếm mệt chết luôn. Thì hai đứa mình đều negative hen quá. Được về với con gái rồi. Hôm nay thấy Costa Rica sao?
theo em thấy nếu mình từ Mỹ đi á, Costa Rica là một cái đất nước rất là đáng để đi. Tại vì cái nói chung cái thời tiết, nhưng mà mùa hè nha là đẹp nè, tại vì nghe nói là mùa hè nó cũng nóng lắm, có thể lên tới 40 độ luôn á, nóng và mưa nữa. Cái mùa tháng 1, tháng 2 đấy là đi đẹp nhất nè, rồi nó có biển có núi, nói chung là có đủ món ăn chơi luôn, cũng vui. Nhưng mà nếu mà nói để từ Việt Nam phải bay tận qua bên này để đi Costa Rica thì không đáng đâu, nó cũng tương tự Việt Nam á. Đồ ăn đây cũng ok, cũng ngon. Đồ ăn, đồ ăn bản địa thì mình không có thích lắm, tại vì cái gạo của nó không được ngon như gạo Việt Nam á. Gạo ăn khô mà. Mình ăn thử mấy cái món khác thì cũng được, nhưng mà đốt không nổi. Nhưng mà ăn một tuần là cũng bắt đầu ngán ngán, thèm cơm gì. Nhưng mà một điều mà em thích nhất ở đây đó là người dân ở đây họ rất là tốt bụng. Tốt bụng, người ta tử tế, chưa gặp ai mà vui không vẻ. Ai cũng nhìn thấy mình xong rồi cười rồi chào vậy thôi. Kia, mặc dù là họ không có nói tiếng Anh vậy, nhưng mọi người vô nói tiếng Tây Ban Nha không à. Kiểu người ta nhìn mình lớ ngớ, người ta đoán ý mình á. Người ta đoán ý là mình đang cần cái gì á. Sao người mình cũng đoán ý. Chung gà vịt nhốt với nhau thì cũng hiểu nhau thôi. Cái chuyện hôm qua xảy ra nữa, mình bị mém lật xe, cả nhà kéo ra giúp. Mình cảm động ơi cảm động luôn. Ở một cái đất nước xa lạ. Cả hai đứa không biết làm sao luôn đó mọi người. Mà có người ra giúp vậy. Không có mạng. Không có mạng, không biết gọi cứu hộ sao luôn. Nói chung là không biết làm sao nếu mà không có người đi ngang qua giúp. Sống chết. Coi như là một bài học thì sau này mình, ví dụ mà tụi mình có đi đâu ở những cái nước mà giống như thế này nè, có nghĩa là đường xá nó không có được tốt á, không mông quặn rồi đường xá không tốt thì phải chuẩn bị ví dụ là mua đồ vé xe với lại cái bơm mini á. Hôm qua hên là mấy người đó có xong rồi bơm giùm mình luôn á, chứ không cũng không biết sao luôn á. Chứ không biết lúc đó là mấy cái tiệm sửa xe khóa cửa hết rồi, đâu làm gì được nữa đâu. Sáng mai tụi mình phải bay sớm. Nói chung là có sự cố xảy ra nhưng mà tất cả cuối cùng đều suôn sẻ. Good. Mình thích ở đây nữa là mình thấy mọi người đối xử với động vật, không biết sao nữa, đặc biệt là chó mèo rất là tốt. Mọi người cũng thấy ở trên bãi biển không? Tụi nó nhập nhịn đi tắm biển, đi vòng vòng xung quanh rất là nhiều, rất là tốt. Đó cũng là một cái những cái điều mà mình thích. Chó cứ đi chơi hoang vậy thôi, không ai bắt cả, không có trộm chó đâu. Dễ thương, cái chạy nhảy trên bãi biển dễ thương lắm. Chính đi Costa Rica tụi mình tới đây cũng hết rồi. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo, những vùng đất tiếp theo. Bye. Nhiều ngon lắm nha mọi người. Yo. Hết ly. Bottoms up.